Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động. Quý vị các bạn nhé, không kinh doanh vận tải. Đấy, tức là không chạy dịch vụ các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City phiên bản top. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh đúng 3.3 km các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, dàn lốp theo xe còn mới tinh và rất là dày, lớp sơ cua cũng mới tinh, chưa hạ, chưa dùng thế nào các bạn nhé, tất cả còn như mới và không tai nạn, không ngập nước. Đó là điều mà chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, có thể cam kết với quý vị các bạn bằng văn bản là không lỗi gì cả, máy móc nguyên bản các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 445 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn, vì vậy mà quý vị các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 phiên bản top này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cài chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City Top 2019 lăn bánh đúng 3.3 km này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn cũng như là về cái phần khung gầm thân vỏ bên ngoài của chiếc xe này nhé. Lăn bánh 3.3, tính ra là mỗi một năm chưa đến 1.000 km các bạn ạ. Sản xuất năm 2019, năm nay là 2024, tức là đã 5 năm sử dụng rồi các bạn nhé. Với những chiếc xe ở phân khúc B này thì rất là nhiều xe chạy dịch vụ và chạy rất là nhiều các bạn nhé. Cùng đời có những chiếc xe có thể lên tới 20 vạn rồi. Đấy mà chiếc xe này mới lăn bánh có 3.3 thôi. Cho nên là giá cả nó cũng sẽ cao hơn một chút so với những chiếc xe chạy nhiều các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đi mua xe cũ thì không nên so giá trên mạng đâu, vì là nhiều người cứ bảo là cùng đời nó sẽ có giá chung, nhưng không phải đâu bạn nhé. Có những chiếc xe như chiếc xe này đây mới lăn bánh có 3.3 thôi, nhưng có những chiếc xe thì lăn bánh đến 23 vạn rồi quý vị các bạn nhé. Cho nên là quý vị các bạn không nên tham khảo giá ở trên mạng xong rồi đánh giá là cao hay thấp nhá, phải đến xem xe trực tiếp ạ. Đấy, nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cho nên là phần sườn bên phụ này và phần sườn bên lái các bạn xem đây ạ, đều rất là phẳng, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và dàn lốp theo xe còn rất dày đây các bạn này. Đấy, cả dàn lốp này là đều theo xe hết 2019 đây các bạn này. Đấy, lốp 2019 và còn rất dày, mới như này đây. Lốp sau này cũng 2019 hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, đế đều 2019, cả dàn lốp đều 2019 và còn rất dày như này đây. Lớp sơ cua còn mới tinh chưa hạ luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Đấy, đều 2019 rất là dày đây các bạn này. Đấy, khóa thông minh, đề nổ này, bấm tay để mở cửa này, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp sinh nhan trên gương. Và nhìn về cái phần đầu của chiếc xe các bạn thấy đây ạ, tất cả đều rất là mới này, toàn bộ từ cụm đèn pha cho đến mặt ca lăng này đều rất mới như này đây các bạn xem này. Đấy, đèn pha chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ gì cả các bạn nhé. Dưới là đèn gầm này, cũng đều rất đẹp luôn, toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, đèn gầm còn rất sáng như này đây ạ. Đấy, các bạn xem này, tất cả những cái phần đầu này đều rất mới nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, rất đẹp luôn. Và kể cả là về cái phần ba đờ sốc sau cũng vậy các bạn nhé. Từ những cái cụm đèn hậu này cũng chưa có bị xước sát gì cả các bạn này, rất mới luôn. Đấy, cụm đèn hậu chưa có xước sát nào luôn và cũng chưa có bị nứt vỡ, rất là mới này. Toàn bộ những cái phần chữ này, logo này, đấy, nẹp chrome đều rất đẹp. Và ở phiên bản top này thì xe cũng đã được trang bị sẵn là màn hình rồi.
camera lùi và cảm biến lùi luôn rồi các bạn nhé. Đấy, có cảm biến lùi rồi này. Đủ đồ luôn các bạn ạ. Nó cũng giống như những chiếc xe Vios G, bản G đấy ạ. Honda City Top nó cũng giống như là Vios G phiên bản cao cấp nhất, đầy đủ đồ nhất rồi bạn nhé. Đấy, và về những cái phần gầm của chiếc xe bạn này. Chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị các bạn, chiếc xe này là chạy ở thành phố luôn bạn nhé, chứ không phải là chạy ở vùng núi hay là vùng biển gì cả. Cho nên là cái phần gầm nó rất là đẹp đây các bạn này. Giảm sóc là rất mới, không có bị gì xét hay là cũng không có bị xước xát gì cả các bạn nhé. Đấy, về cái phần gầm đều rất đẹp đây các bạn xem này. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đây rồi. Bô đây các bạn này, không có gì xét gì cả các bạn nhé. Đấy, và giảm sóc này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Hốc cua lốp các thứ này các bạn xem đây ạ, đều rất là mới và sáng. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất và phần gầm, khung gầm thân vỏ bên ngoài tôi đều quay chi tiết hết cho quý vị và các bạn cùng xem đây rồi ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Cánh cửa trước bên lái này, toàn bộ keo chỉ còn nguyên zin. Đây là keo chỉ này, nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Tabi cánh cửa đều rất là đẹp này, còn nguyên cả tem này. Đấy, toàn bộ từ tabi cho đến táp lô, vô lăng, cần số, tay phanh như các bạn xem này, đều rất là đẹp luôn nhé. Đấy, cả chiếc xe này thì gia đình sử dụng cho nên là không có bọc trần, không bọc ni lông, cũng không bọc da luôn. Đấy, cho nên là nó còn mới như này. Đây, các bạn biết là chiếc xe này được chủ xe giữ gìn như thế nào rồi đúng không ạ? Nội thất ghế da cao cấp còn nguyên bản và rất đẹp như này đây. Cũng chưa có bị xước sát hay là chưa có bị sờn ở cái má ghế này đâu. Vừa mới có 3,3 vạn thôi. Đấy, và từ bậc cửa này, lót sàn da này, thảm zin nguyên bản của xe vẫn còn này. Đấy, thảm zin còn nguyên các bạn nhé. Và đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Đây là chiếc xe được sản xuất năm 2019 nhé, sản xuất tại Việt Nam luôn, Honda Việt Nam. Đấy, tất cả các tem này, ốc các thứ là còn nguyên zin này. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu bạn nhé, còn nguyên dấu sơn hết. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì đây, bây giờ tôi sẽ nổ máy lên cho quý vị bạn cùng xem nhé. Đấy, đồng hồ lăn bánh đúng 3,3 vạn km này, chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn không tua. Full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, cho nên là cái phiếu nhắc thay dầu này, phiếu nhắc thay dầu đang nhắc là 3,6 vạn, 3,3 vạn, đồng hồ đang 3,3 vạn và nhắc 3,6 vạn, tức là 3,000 km nữa thì chúng ta sẽ đem chiếc xe này đến hãng để thay dầu các bạn nhé. Đấy, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ những cái phần keo chỉ là nguyên zin này. Đấy, keo chỉ nguyên zin, tất cả là nguyên zin hết luôn. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến nội thất đằng sau đều rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, hàng ghế sau này, tựa ghế này, cho đến những cái má ghế này đều rất là mới. Ghế sau này thì ít người ngồi hơn cho nên là mới hơn các bạn nhé. Đấy, bậc cửa này, cho đến trải sàn da, lót sàn. Cái thảm lót sàn này là thảm xịn của xe đấy, nguyên bản của xe chưa thay đâu. Nhiều xe bây giờ 5 năm sử dụng rồi, nhờ rất ít xe là còn giữ lại cái thảm nguyên bản nhé. Đa số là vứt đi rồi, thay rồi. Đấy, và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem lại về cái phần đồng hồ công tơ mét cũng như là táp bi táp lô. Đấy, đồng hồ công tơ mét này 3,3 vạn này. Phiên bản top thì xe được trang bị là vô lăng bọc da nhé, phiên bản thường là không có bọc da đâu. Đấy, vô lăng thì mới như này đây các bạn xem này, 3,3 vạn, cho nên là nhìn cái vô lăng rất là mới nhé. Nhiều xe mà chạy nhiều là những cái này nó sẽ bị bóng mòn hết đi này. Đấy, cái xe này là vô lăng còn rất đẹp như một chiếc xe mới luôn. Và vô lăng thì bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình này, ga tự động này, hay còn gọi là cruise control, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, đây là sang số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Đấy, và màn hình zin theo xe rồi này, camera lùi, cảm biến lùi, đề nổ, laptop top này, khóa thông minh này, điều hòa tự động này. Đấy, tất cả đều rất đẹp các bạn xem này. Những cái phần táp lô đều mới như này đây. Và những phần nỉ trần đây, các bạn xem những cái phần nỉ trần này, tay nắm này, đều rất là mới và sạch sẽ các bạn nhé. Những chiếc xe gia đình bao giờ nó cũng sẽ sạch sẽ hơn. Còn những chiếc xe mà chạy dịch vụ thì không bao giờ nó được sạch sẽ như thế này đâu các bạn nhé. Dịch vụ thì có nhiều khách đi cho nên là nó sẽ bẩn. Đây, và chiếc xe này thì đằng sau này, cái tay nắm đằng sau này cũng còn rất mới này bạn nhé. Rất đẹp luôn đấy ạ. Một chiếc xe gia đình thì bao giờ nó cũng sẽ đẹp đẽ như thế này đấy ạ, cứng cáp như này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem cái cốp sau này nhé. Đấy, từ cốp sau thì từ ốc cốp sau này nguyên zin, chưa có vết tháo này. Keo chỉ cốp sau cũng nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cốp sau nguyên zin luôn quý vị các bạn nhé, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Đấy, keo chỉ nguyên zin này, ốc nguyên zin này. Đấy, keo chỉ đây các bạn xem này,
đến những cái phần thảm nỉ này, cái thảm nỉ ở cái cốp sau này cũng còn rất mới đấy bạn nhá, chưa có bị xước sát gì cả này. Phần thảm thì những chiếc xe gia đình thì bao giờ nó cũng sẽ đẹp hơn, những chiếc xe dịch vụ thì người ta hay để đồ của khách thì nó sẽ hay xấu đấy, còn chiếc xe này thì nỉ còn xịn luôn ạ. Đấy, và chủ xe cũng đã rất là cẩn thận các bạn nhá. Nhìn vào đây là chúng ta đã biết được là chủ xe cẩn thận rồi này. Cái này là phủ ở táp lô này, tôi tháo ở phủ táp lô xuống đây nhé, để tôi quay tôi chụp cho nó đẹp thôi. Còn lại là lát nữa thì tôi lại lắp vào để cho quý vị các bạn nào mà mua về thì dùng luôn. Cái này là để cho nó đỡ hỏng táp lô đấy ạ. Và đây là những cái phần lọc gió động cơ này, lọc gió của điều hòa này đấy. Chủ xe thay toàn bộ thay ở trong hãng này, thay xong là chủ xe vẫn nhặt lại cái cũ đấy. Những cái chi tiết nhỏ này thôi là chúng ta đã biết được luôn là những người chủ xe rất là cẩn thận rồi bạn nhé. Và đã có một cái tấm lót cốp đấy, cái tấm lót cốp này để chống cái thảm ở dưới này, có lót cốp cho nên là cái thảm ở dưới này nó rất là mới đấy. Và lốp sơ cua này, đây là lốp sơ cua còn mới tinh chứ hạ các bạn nhé. Đấy, đây là cái lốp sơ cua này mới tinh 2019 ấy, lốp mới chưa hạ tí nào, vẫn còn nguyên vạch sơn này. Và cái kích này cũng còn mới tinh, lốp còn mới cho nên là những cái kích này còn mới tinh luôn quý vị các bạn nhé, chưa có bị tháo ra đâu bạn ạ. Đấy, những cái kích này còn mới tinh. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem. Toàn bộ từ những cái keo chỉ này, keo chỉ nguyên zin này, táp bi cánh cửa này cũng còn nguyên và rất đẹp đây. Từ bậc cửa, nhìn từ bậc cửa bước vào chúng ta đã thấy được là một chiếc xe rất là sạch sẽ do chủ xe cẩn thận này. Những cái thảm nỉ còn nguyên zin của xe vẫn còn được đang sử dụng. Đấy, chứ đa số là những chiếc xe mà đã làm lên thảm 5D rồi, tức là người ta bỏ cái thảm cũ đi, cái thảm cũ nó nát rồi nhá. Đấy, chiếc xe này, ghế phụ này, à ghế đằng sau đây, hàng ghế sau cũng đều rất là mới luôn. Đấy, từ tựa gối này cho đến hàng sau đều rất đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, những phần trần cũng đều rất là đẹp này. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem, cũng là bấm tay để mở cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là nguyên zin luôn bạn nhé, keo chỉ nguyên zin. Táp bi cánh cửa thì đều rất đẹp này, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đấy, đều rất là mới và đẹp như này đây. Vô lăng cần số các bạn xem này, tôi giới thiệu rất kỹ cho các bạn xem đấy ạ. Từ những cái vô lăng cần số tay phanh đấy, đều rất đẹp như này đây, chứng tỏ là một chiếc xe là đi ít và chủ xe giữ gìn cẩn thận nó mới mới, mới đẹp, mới đều được như thế này các bạn nhé. Còn lại nếu như chiếc xe mà chạy nhiều hoặc là chủ xe không giữ gìn thì nó không bao giờ được đẹp, được mới như chiếc xe này đâu các bạn ạ. Đấy, từ những cái bậc cửa này, trải sàn da rồi này, đấy, những cái thảm nỉ nguyên zin của xe này, đấy, đều đẹp như này đấy các bạn xem này. Đấy, rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít và là động cơ iVTEC các bạn nhé. Động cơ đến từ đất nước Nhật Bản nói chung và động cơ của chiếc Honda City này nói riêng, quý vị các bạn cũng đã biết rồi ạ, đều rất là bền bỉ. Người Việt Nam chúng ta đang ví những cái sản phẩm của người Nhật giống như là nồi đồng cối đá các bạn ạ, rất là bền bỉ, chạy 30-40 vạn vẫn chưa vấn đề gì, mà chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi, cho nên là động cơ như là mới luôn bạn nhé. Đấy, tất cả còn nguyên zin này, từ ốc chân máy còn nguyên zin hết, nguyên dấu chấm sơn của nhà sản xuất được các bạn này. Đấy, ốc chân máy này đến ốc mặt máy này, hay là gọi là ốc choang giàn cò đấy ạ, còn nguyên zin, chưa có một con ốc nào bị tháo ra các bạn nhé. Và riêng ở cái khoang động cơ này thì chỉ mới thay cái bình ắc quy thôi bạn ạ. 2019 tính ra là 5 năm rồi, cho nên là ắc quy phải thay là cái điều đương nhiên rồi bạn nhé. Và tất cả là còn nguyên bản này, trừ việc bảo dưỡng là thay lọc gió, thay dầu đấy, chứ là còn nguyên bản những con ốc là đều nguyên hết luôn bạn nhé. Từ những ốc cabo cũng còn nguyên zin này, keo chỉ cabo còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có một con ốc nào bị tháo và chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp như này đây ạ. Đấy, ốc cabo, keo chỉ các thứ này, nguyên zin này. Đấy, rất đẹp luôn bạn ạ. Đấy, những chiếc xe 2022, 23 nhiều xe hơn đời nhưng chưa chắc đã đẹp như chiếc này đâu bạn ạ. Vì mới lăn bánh có 3 vạn 3 thôi, cho nên là quý vị các bạn đừng vội xem ảnh trên mạng, đừng vội xem tin trên mạng mà chúng ta có thể so sánh giá là cao hay thấp các bạn nhé. Đấy, chiếc xe đẹp mới như thế này thì giá nó cao hơn những chiếc xe cùng đời một chút thì là cái điều bình thường thôi các bạn ạ, không có gì là đáng ngạc nhiên cả các bạn nhé. Thưa với quý vị các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City phiên bản top,
sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, lăn bánh 3 vạn 3 km nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị bạn là đồng hồ chuẩn zin, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 445 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vẫn đang hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.